Phật ra đời thì con chưa biết, Phật tu thành con thiệt chưa hay. Hôm nay con trở về đây, Bồ Đề chánh giác vua xây tham vàng. Đời con vô vàn cay đắng, Phật từ bi đen trắng hữu danh. Con nguyện theo Phật tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh mộng. Phật từ bi ôn con truyền sâu, con được nghe pháp báo liên qua. Ngày xưa theo Phật xuất gia, ai cũng chứng thánh thật là cao siêu. Đời thăng trầm lên rừng xuống biển, biết bao nhiêu là chuyện bế dầu. Còn nay giác ngộ quay đầu, mong trên Đức Phật chứng lòng cầu con. Phật ra đời thì con chưa biết, Phật tu thành con thiệt chưa hay. Hôm nay con trở về đây, Bồ Đề chánh giác vua xây tham vàng. Đời con vô vàn cay đắng, Phật từ bi đen trắng hữu danh. Con nguyện theo Phật tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh mộng hồ. Phật từ bi ôn con truyền sâu, con được nghe pháp báo liên qua. Ngày xưa theo Phật xuất gia, ai cũng chứng thánh thật là cao siêu. Đời thăng trầm lên rừng xuống biển, biết bao nhiêu là chuyện bế dầu. Còn nay giác ngộ quay đầu, mong trên Đức Phật chứng lòng cầu con. Còn nay giác ngộ quay đầu, mong trên Đức Phật chứng lòng cầu con.
bao tháng năm dài miệt mài thọ trì chánh pháp. Lời kinh xa xưa từng trang chân lý nhiệm màu, lời kinh diệu con vượt qua chặng đường ưu bi sân bi, diệu con giải thoát ưu phiền điên đảo vô minh. Bao tháng năm dài miệt mài hành trì chánh pháp, lời kinh lắng sâu lòng con với bao khổ đau. Những năm tháng dài đời con miệt mài thọ trì chánh pháp, rực sáng chân tâm niệm tin sắc son lòng con. Qua kinh bừng nơ đây kinh pháp qua, kim cang lặng nghiêm kinh đài bảo tết lương quang sám pháp, đây kinh Di Đà A Hàm đài bạc niết bàn bạc nhã tâm kinh. Chép lời kinh xưa nghe lòng thanh tịnh trầm lắng, tung trang kinh cũ thấy lòng tự tại an nhiên. Lời kinh xưa đó sáng soi trần gian tối tăm, khai thị muôn loài thê nhập niết bàn vô biên. Bao tháng năm dài miệt mài hành trì chánh pháp, lời kinh lắng sâu lòng con với bao khổ đau. Những năm tháng dài đời con miệt mài thọ trì chánh pháp, rực sáng chân tâm niệm tin sắc son lòng con. Qua kinh bừng nơ đây kinh pháp qua, kim cang lặng nghiêm kinh đài bảo tết lương quang sám pháp, đây kinh Di Đà A Hàm đài bạc niết bàn bạc nhã tâm. Chép lời kinh xưa nghe lòng thanh tịnh trầm lắng, tung trang kinh cũ thấy lòng tự tại an nhiên. Lời kinh xưa đó sáng soi trần gian tối tăm, khai thị muôn loài thê nhập niết bàn vô. Lời kinh xưa đó sáng soi trần gian tối tăm, khai thị muôn loài thê nhập niết bàn vô.
Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa quý Phật tử gần xa đang kết nối với mạng truyền thông của chùa Thiên Quang nhân ngày lễ khánh viếng Đức Phật Thích Ca thành đạo. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay kỷ niệm một sự kiện trọng đại trong lịch sử Phật giáo, đó là sự kiện thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì nếu có đản sanh, có xuất gia tu tập mà không có sự kiện thành đạo thì làm sao có giáo pháp vi diệu, giáo hóa và cứu khổ chúng sanh. Do vậy, hôm nay ngày 8 tháng 12 cũng là một ngày vô cùng quan trọng, đánh dấu một điểm son chói lọi có ý nghĩa đối với muôn loài. Đó là ngày Đức Phật từ một người thế gian trở thành một con người xuất thế gian, một con người mê thành con người giác ngộ. Hơn 25 thế kỷ trước, một thời điểm trọng đại đã đánh dấu chiến công lẫy lừng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đó là một bậc đại vĩ nhân, bằng đấu tranh nội tại đã tự mình vượt thoát khỏi mọi sự trói buộc khổ đau của sanh tử luân hồi triền miên. Biết bao nhiêu kiếp sống, biết bao nhiêu cõi người luôn luôn trong nước mắt khổ đau, trong căn trường u tối bởi vô minh. Đêm mùng 7 tháng 8, tháng Chạp, bên dòng sông Ni Liên Thiền xứ Ấn Độ lấp lánh ánh trăng. Một sự kiện trọng đại đã xảy ra nơi đây, khi gió đang thổi rì rào xuyên qua rừng cây trầm mặc. Ngài Siddhartha Gautama đã chiến thắng nội ma ngoại chướng, yên tĩnh theo dõi hơi thở với tâm trí hoàn toàn tỉnh thức và thanh khiết. Tâm huyền diệu dụng tỏa muôn nơi, cảm hóa quần sinh giữa cuộc đời, bảo tạng truyền lưu người thấu rõ, sáng tỏ chân như vốn chẳng lời. Giáo pháp sáng soi hằng phổ độ, hương từ lan tỏa khổ đau vơi. Rất yên tĩnh, rất thanh tịnh, Ngài theo dõi hơi thở với tâm trí tỉnh thức thanh khiết. Cả một khối thân và tâm thuần nhất được giác niệm lung linh soi chiếu, để rồi vào canh cuối, khi trăng sắp lặn, khi sao mai vừa mọc, dưới cội cây bồ đề gần thôn Uruvela, Ngài Siddhartha Gautama đã chứng đắc quả vị Đại A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, thành Phật Thế Tôn. Lúc ấy Ngài vừa tròn 35 tuổi. Chấm dứt mọi ô nhiễm, chấm dứt mọi tiến trình tham ái, chứng ngộ thực tướng của vạn pháp và trở thành một vị Phật, The Buddha, một đấng chánh biến tri, đấng toàn giác, mà không phải khi sanh ra Ngài đã là Phật, mà Ngài thành Phật do sự nỗ lực tiến tu bất thối chuyển của chính mình. Ngay sát na ấy, 10.000 thế giới rung động dữ dội, quả đất rung lắc như trong cơn địa chấn, chư thiên phạm thiên hoan ca vui mừng vì một đấng toàn giác đã xuất hiện trên thế gian. Đặc biệt là tại địa ngục Trầm Luân Lokantarika, một cái cõi giới mà có mặt, một cõi giới xuất hiện do quả báo của chúng sinh tà kiến. Nơi đó tối tăm, dù bảy mặt trời cũng không bao giờ soi rọi tới. Thì vào ngày mùng 8 tháng Chạp, ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, hào quang của Ngài soi chiếu tận cái cõi âm u lạnh lẽo cho những chúng sanh bỗng nhiên nhìn thấy mặt nhau. Kính thưa đại chúng, vì sao mà trong cõi giới âm u lạnh lẽo mà cũng có ánh sáng? Ánh sáng của Đức Phật Thích Ca thành đạo bởi vì lời tuyên bố của một đấng giác ngộ trong ngày thành đạo như một khúc ca khải hoàn, sẽ chấm dứt một cuộc trường chinh chống lại ma vương phiền não, sẽ đưa con người từ phàm phu lên vị trí bậc giác ngộ
bậc đạo sư của trời người. Và kể từ đó, nhân gian tôn xưng Ngài là Đức Phật, là bậc giác ngộ tối thượng, bậc tối thượng y vương, chữa tất cả các căn bệnh đau khổ cho chúng sinh. Đức Phật dạy, nếu ai hiểu một cách chân chính thì hãy hiểu rằng Ngài là một vị hữu tình không còn si ám. Ngài sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho nhân loại, vì lòng thương tưởng cho cuộc đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Lời tuyên thuyết này còn lưu lại trong Kinh Trung Bộ. Trong cuộc đời tu hành xuất gia tầm đạo, lúc đầu Ngài tìm đến sự hướng dẫn của những bậc thầy rất lỗi lạc. Nhưng Ngài đã không tìm thấy điều mong mỏi, đành phải tự mình suy niệm và quay trở vào bên trong để tìm chân lý. Ngài đã đi đến mức tận cùng thâm sâu nhất của dòng tư tưởng con người, chứng ngộ chân lý cùng tột. Và chân lý ấy chưa bao giờ từng được nghe, chưa bao giờ từng được biết, bởi tuệ giác phát sanh từ bên trong chính Ngài. Và chính Ngài là Phật. Ngài đã thành Phật. Chắc chắn một điều, trí tuệ siêu phàm mà Ngài đã dày công tu tập đó không chỉ trong một kiếp sống, mà đã tu tập từ vô lượng kiếp. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, có đoạn nói về Đức Thế Tôn như sau. Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường đã xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, lợi ích, hạnh phúc của chư thiên và loài người. Trong Đại sự Mahavagga, Đức Thế Tôn từng tuyên bố: Này các tỳ kheo, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi sự trói buộc, dầu ở cảnh người hay các cảnh trời, thì sự tốt đẹp và lợi ích đến với chúng sanh chính là thông qua giáo pháp khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy sự thành đạo của Ngài đem đến điều gì thực tiễn cho toàn thể nhân loại? Đó chính là tâm đức, trí đức và tuệ đức của một bậc giác ngộ đã để lại cho cuộc đời này một con đường tự nhận thức về chính bản thân mình. Được chứng minh bằng lịch sử, được chứng minh bằng cuộc đời tu hành của chính Ngài và được chứng minh bằng sự kiện thành đạo, thuyết pháp khắp muôn nơi, đem chân lý cho cuộc đời và cuối cùng nhập Niết Bàn. Như vậy, cái con đường tự nhận thức về bản thân mình, đó là một điều quan trọng nhất mà chúng ta cần chiêm nghiệm. Bởi không một ai khác trên cuộc đời này có thể đem cho chúng ta hạnh phúc và an vui. Tự ta làm cho ta đau khổ, tự ta khiến ta hạnh phúc, tự ta làm cho ta nhiễm ô và tự ta làm cho ta thanh tịnh. Lời Phật dạy khẳng định rằng vị trí của con người, khả năng của con người, tâm thế con người là tối thượng. Chính con người là chủ nhân của chính mình và không có một thực thể hay một quyền năng nào định đoạt số phận của con người. Người là nơi nương tựa của chính mình, không còn ai khác có thể làm nơi nương tựa. Đó là cái điều quan trọng nhất mà nhân sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo, tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm điều này. Ngược lại dòng lịch sử của xứ Ấn Độ, trước khi Đức Thế Tôn ra đời, trước khi Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, thì Vệ Đà là một tôn giáo tối cổ của Ấn Độ, rồi đến đạo Bà La Môn hình thành cũng trên cơ sở của Vệ Đà. Họ đã hình thành một cái thuyết Phạm Thiên, tôn thờ đấng Brahma là đấng Phạm Thiên, như là đấng tối cao, tối linh, đó là linh hồn của vũ trụ. Đạo Bà La Môn đã phân chia xã hội Ấn Độ làm 4 giai cấp, mà ai sinh ra trong giai cấp nào thì phải mãi chấp nhận cái thân phận mình trong giai cấp đó. Giai cấp trên hết đó là Tăng Lợi Bà La Môn. Họ tự cho mình là được sinh ra từ miệng của đấng Phạm Thiên, cho nên có quyền giữ địa vị tối cao trong xã hội, độc quyền cúng tế thượng đế, độc quyền
cúng tế thần linh. Giai cấp thứ nhì đó là sát đế lỵ, thì họ được sinh ra từ vai của đấng phạm thiên. Giai cấp này chính là bậc vua chúa quý tộc, trưởng giả, công hầu, khanh tướng. Họ nắm quyền cai trị và thượng phạt dân chúng. Giai cấp thứ ba là phệ xá, họ được sinh ra từ hông của đấng phạm thiên. Và giai cấp này gồm các người nhà thương mại, các cái người thương buôn trại chủ, có tiền có bạc, nắm kinh tế, làm ăn và làm ăn với các tầng lớp dân chúng trong xã hội. Và giai cấp thứ tư là thủ đà la, dưới thủ đà la cũng còn có chiên đà la, sinh ra từ chân của đấng phạm thiên. Và giai cấp này là có nông dân, công nhân nghèo khổ, và thấp kém hơn nữa đó là làm những cái nghề hèn hạ như nô lệ, người mực ở mướn, kẻ chèo ghe giết súc vật, làm những công việc tối tăm trong xã hội. Giai cấp tăng lữ bà la môn dựa vào cái thế lực tôn giáo để củng cố địa vị và quyền lợi của họ, bởi họ đã tự khẳng định mình sinh ra từ miệng của phạm thiên. Và sát đế lỵ là từ vai của phạm thiên, cho nên tìm đủ cách để phân chia, để kỳ thị, đối xử với con người không còn là thân phận con người, mà có thể cũng ngang hàng với súc vật. Điều này thì chúng ta thấy không chỉ ở xã hội Ấn Độ đâu, mà còn là ở các nước phương Tây giai đoạn chiếm hữu nô lệ. Nếu một người chủ nô sống sung sướng nhàn hạ dựa trên sự bóc lột sức lao động của kẻ nô lệ, thì số nô lệ đã chiếm gấp trăm lần số chủ nô. Là lực lượng lao động chính yếu của xã hội, cái của cải làm ra đều là nhờ sức lao động của nô lệ mà có. Nhưng họ cũng là người chịu tất cả mọi sự bất công, đau khổ trong xã hội, thân phận con hầu đầy tớ trong các gia đình quý tộc. Và bởi vì đã là cái thân phận thấp hèn, cho nên đều phải trông chờ ở sự ban phước giáng họa của cõi thần tiên. Họ cảm thấy thân phận mình vô cùng yếu đuối, lạc lõng giữa một đất trời mênh mông. Cuộc đời mình mở mắt ra chỉ thấy tròn một cái thân phận khổ đau mà thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời. Ngài tu tập, và trong quá trình tu tập bằng trí tuệ, tâm từ bi và sự quán chiếu, đã nhìn rõ sự phân biệt giai cấp, phân biệt thân phận của kiếp sống con người chính là cái nỗi khổ đau tận cùng trong kiếp sống nhân sinh. Từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp, con xinh, mà đi tìm một con đường đạo, chắc chắn là con đường đó phải giải thoát được cái nỗi khổ đau muôn kiếp. 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tu thiền định. Sau 49 đêm thiền định ấy, Ngài đã tuyên bố chính thuyết duyên khởi. Đó là một cái thuyết mà khẳng định mọi cái nhân duyên sanh khởi trong kiếp sống của vạn pháp, trong đó có con người. Cái vị trí tối thượng của phạm thiên bị phủ nhận, mà Ngài khẳng định chân lý cuộc đời này chính là nhân duyên, đó là nhân quả. Ngài đã phê phán triết học Bà La Môn đã khiến cho con người quá sức khổ đau. Sau ngày thành đạo, lúc còn ngự dưới cội Bồ Đề Asapala trên bờ sông Ni Liên Thiền, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sanh khởi những ý nghĩ sau đây. Trên thế gian này, ta không thấy ai, dầu trong hàng chư thiên, ma vương hay phạm thiên, hay giữa những chúng sanh như Sa Môn, Bà La Môn, trời hay người, chẳng có ai có một sự giải thoát hơn Thế Tôn. Vậy ta thân cận ai đây? Ta tôn kính ai đây? Ta sùng bái ai đây? Có lẽ ta chỉ tôn kính và sùng bái giáo pháp của chính ta, do ta chứng ngộ. Tuy nhiên, giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật quá thâm sâu và huyền diệu, vắng lặng, vi tế, cao siêu, mà chỉ có bậc trí mới có thể thấu hiểu được. Chính vì vậy, cho nên Ngài rất phân vân. Làm sao để phổ cập
cái chân lý này đến với tất cả chúng sanh nơi, trong khi chúng sanh bị bao phủ bởi tham ái, bởi tập khí sân si như một đám mây mờ đen nghịt, mà giáo pháp của Như Lai thì đi ngược lại dòng tham ái. Đức Phật đã tự hiểu rằng điều này thật khó biết bao nhiêu. Và lúc ấy, vị Phạm Thiên Sahampati hiểu được ý của Phật, nên từ cảnh giới Phạm Thiên đã xuất hiện trước mặt Đức Phật, đắp y ngoại lên vai mặt để chống vai trái. Tại sao có hình thức đắp y đó, các vị có biết không? Đó là dấu hiệu của sự tôn kính theo cái truyền thống. Đắp y áo của chư thiên hay là của xứ Ấn Độ, đó là đắp y ngoại lên vai mặt và để chống vai trái, là dấu hiệu của sự tôn kính. Khi mà chư thiên cung kính chắp tay đảnh lễ Phật và bạch hóa Đức Thế Tôn, cầu xin đấng trọn lành hãy truyền bá giáo pháp. Có những chúng sanh bị ít cát bụi vướng trong mắt, và có những chúng sanh bị rất nhiều cát bụi vướng trong mắt. Nhưng mà vì giáo pháp quá thâm diệu mà Ngài không truyền bá giáo pháp thì chúng sanh sẽ trầm luân sa đọa, nhưng cũng sẽ có những người tiếp nhận được, chứng ngộ được chân lý. Phạm Thiên đã cung thỉnh lần thứ nhất, Phạm Thiên cung thỉnh lần thứ hai, và Phạm Thiên cung thỉnh lần thứ ba. Cho nên muốn được nghe giáo pháp, các vị phải thiết tha cung thỉnh. Ngày xưa Phạm Thiên mà còn phải cầu thỉnh ba lần. Bà Mahabasa Ba Đề, Kiều Đàm Di Mẫu khi đi xuất gia cũng phải là cung thỉnh, và A Nan cũng phải xin Phật ba lần. Cái gì cũng phải thể hiện cái lòng tha thiết của mình, cái tâm thành kính của mình, thì mình mới đạt được cái tâm nguyện. Chúng ta đừng nên lấy vật chất để đánh đổi, đừng nên nghĩ cái quyền lợi để đánh đổi. Đó chỉ là pháp hữu vi, bắn ít đi, bắn quy lại, mà không bao giờ đạt được ý nghĩa sâu xa của chân lý hướng đến thực chứng Niết Bàn. Và khi Phạm Thiên đã cung thỉnh cho đến ba lần, xin Đức Phật hãy tuyên dương chánh pháp, Đức Thế Tôn đã dùng thiên nhãn và quan sát thế gian. Ngài nhận thấy rằng chúng sanh quả là người có nhiều bụi trong mắt, tức là bị vô minh đó. Người ít bụi trong mắt, nghĩa là có khả năng tiếp nhận, có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Và Đức Phật nhìn thấy chúng sanh cũng như một đầm sen kia, có hoa sen trắng, hoa sen đỏ, hoa sen xanh, hoa sen vàng lẫn lộn ở trong nước. Có cây sen sanh ra từ trong nước, phát triển tươi tốt ở trong nước. Rồi có cây thì ló dạng trên mặt nước. Có những cây vượt lên trên khỏi mặt nước mà không vướng bùn nhơ. Và đó là hình ảnh của chúng ta đó. Có người cũng còn in sâu ở dưới đầm mà chưa ngoi lên được. Có người vượt lên khỏi đầm mà vẫn còn ở dưới trong nước. Có người ngang mặt nước, có người vượt lên khỏi mặt nước. Tợ như người thông minh sáng suốt đã vượt lên, đã cảm nhận, đã tu tập. Có kẻ còn ngu muội tối tăm ở trong bùn sâu nước đọng. Có người thì đã vươn lên rồi nhưng vẫn còn ở trong nước, có hiểu một chút nhưng mà sự tu tập cũng còn rất là hạn chế. Cho nên kẻ thông minh sáng suốt, kẻ ngu muội tối tăm, bẩm tánh người tốt, người xấu, chúng ta nhìn một cái hình ảnh của đầm sen cũng có thể cảm nhận được. Cho nên cái công đức Hoằng Dương Chánh Pháp phải xuất phát từ một cái tâm nhẫn, một cái tâm từ, một sự chịu đựng mọi căn cơ trình độ của chúng sinh. Bằng cái tâm từ bi đó, khi Đức Phật quán chiếu cái thế gian này đau khổ như vậy, còn chư thiên cung thỉnh, đó là một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy chính Phạm Thiên mà còn phải đảnh lễ Thế Tôn. Nếu trước đây kinh Tạng Vệ Đà hay là truyền thống Bà La Môn giáo xem Phạm Thiên là tối thượng, mà tất cả con người phải nô lệ, phải quỳ lạy, phải cầu xin, thì hình ảnh Phạm Thiên cầu thỉnh Đức Phật
để cho thấy cũng từ một thân phận con người tu tập chứng ngộ bằng tâm đức, trí đức và tuệ đức có thể làm tất cả cõi giới chư thiên phạm thiên phải thành kính đảnh lễ cúi đầu. Cho nên chúng ta càng tu tập, chúng ta nhiều công đức, chúng ta không còn sợ hãi. Bằng tất cả tâm từ bi thương chúng sanh như con đỏ, lại thêm lời cung thỉnh của Phạm Thiên, cho nên Đức Thế Tôn tuyên bố: cửa vô sanh bất diệt đã rộng mở cho tất cả chúng sanh, hãy để cho tất cả ai muốn nghe đến đây lắng nghe và đặt trọn niềm tin tưởng. Đức Phật tuyên bố rồi đó, cửa vô sanh bất diệt đã mở. Như vậy nếu mà ai lắng nghe thì chúng ta sẽ không còn đi trong cảnh giới luân hồi. Nghe, hiểu, tu tập. Sau khi Đức Phật tuyên bố như vậy thì Phạm Thiên hoan hỷ bái Phật, rồi nhiễu ba vòng lui ra. Cho nên chút nữa đây sau thời Pháp, chúng ta sẽ lễ Phật và dâng hoa nhiễu Phật bổn sư Thích Ca dưới cội Bồ Đề ba vòng, để nhớ lại hình ảnh Phạm Thiên thể hiện lòng thành kính lễ Phật, bái Phật, nhiễu Phật. Và hình ảnh Phạm Thiên thỉnh Phật là một hình ảnh vô cùng giá trị mà sư muốn nhắc lại cho đại chúng cảm nhận được cái điều tuyệt vời trong cái sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo. Đã phủ nhận giá trị Phạm Thiên trước sức mạnh của trí tuệ, phủ nhận cái sức mạnh, cái huyền bí, cái oai quyền của Phạm Thiên, của các giai cấp cao ở trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, phải cúi mình trước trí tuệ, trước sự giác ngộ và sự giải thoát thật sự của con người. Rất là tuyệt vời. Con người ta mà đầy đủ tâm đức, đầy đủ tâm từ, đầy đủ các công đức, thì dù cho sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào, một môi trường nào, cho dù một mái tranh đơn sơ, một bữa cơm cho một ngày, một bát nước trong thôi, nhưng mà đầy đủ niềm tin, sự tự tại, sự an nhiên, và đó là hạnh phúc. Thì chính hình ảnh Đức Phật Thích Ca thành đạo khẳng định cái vị trí, cái thân phận của con người đó không phải là thân phận nô lệ dưới bàn chân của Phạm Thiên. Sự bình đẳng của con người, sự giải thoát thân phận ra khỏi mọi cái nỗi trói buộc khổ đau, để cho thấy rằng đó là pháp của tự thân. Cho nên Đức Phật đã tuyên thuyết: pháp của ta thanh tịnh, màu nhiệm, cũng như nước sạch, có thể tẩy trừ tất cả mọi cấu uế, cũng như ngọn lửa lớn có thể thiêu cháy mọi vật, dù vật lớn hay vật nhỏ, tốt hay là xấu, đều có thể thiêu cháy. Dù vật đó ra sao vẫn có thể cháy thành tro. Pháp của ta cũng vậy, rộng lớn vô biên, dù người giàu hay nghèo, sang hèn, nam nữ, nếu ai có tâm, có khả năng tu tập, đều có thể tu tập để dứt sạch tất cả mọi tham ái, tiến tới hạnh phúc niết bàn. Đây là lời Phật dạy, trích trong Kinh Hiền Ngu Phẩm Ni Đề Độ Duyên. Như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lấy nhân cách của chính con người làm trung tâm để xây dựng nên quan điểm bình đẳng giữa chúng sanh và Phật. Không có các cái giai cấp, không có sự khiếp sợ giữa thế giới mênh mông này, không có sự khiếp sợ đối với các đấng Phạm Thiên, đều là bình đẳng cả. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: tâm Phật và chúng sanh, ba điều đó đều không sai biệt. Tâm Phật chúng sanh không có sự sai biệt. Có thể nói rằng cái quan điểm này không hề có trong tư tưởng xã hội Ấn Độ trước đây. Và chúng ta thấy trong lịch sử loài người, cứ ai có thế mạnh, ai có quyền lực là có thể nắm cái quyền hạnh phúc hay khổ đau của kẻ khác. Nhưng sự ra đời, sự tu tập thành đạo của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc hay khổ đau ở chính nội tâm của con người. Đức Phật đưa ra quan điểm bình đẳng để thức tỉnh tính tự giác trong mỗi một con người, vì ai ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng trau dồi trí tuệ. Và đó là một cái điều tuyệt vời của chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa bình đẳng, tự do, dân chủ trong giáo lý của Đức Phật. Điều này phải nói tất cả những người có lương tri, những người trí tuệ trên toàn thế giới đều nhìn nhận
được điều này, cho nên Phật giáo mới trở thành tôn giáo của nhân loại giữa cái giai đoạn văn minh tiến bộ mà đầy khổ đau của lịch sử nhân loại. Mới có Vê Sắc để mà tưởng niệm Đức Phật Thích Ca đản sanh, Đức Phật thành đạo và sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn. Tinh thần tự do, tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ ngay trong giáo lý, trong lời dạy của Đức Phật đã vận dụng trong đời sống tăng đoàn của Đức Phật. Mọi giai tầng xã hội đều có thể nhìn thấy, cảm nhận, tu tập mà không phân biệt. Cho nên Đức Phật từng khẳng định: này các tỳ kheo, đừng hỏi sự sinh, hãy hỏi việc làm. Có nghĩa là Ngài đừng nói là mình sanh ra trong giai cấp nào. Đừng nói là ở miệng hay vai, hay chân hay bụng của Phạm Thiên. Không có điều đó. Tất cả là do duyên sinh. Và con người ta có trí tuệ, con người ta có nhân cách, con người ta có giá trị là ở suy nghĩ, là lời nói, là việc làm của mỗi một tự thân. Cho nên trong kinh tập có đoạn: con người thông minh hay ngu độn, cao quý hay thấp hèn là do hành nghiệp của họ, chứ không phải do nơi chủng tính sinh ra. Và chủng tính dù có ảnh hưởng đi chăng nữa, nhưng sự chuyển hóa, sự chuyên tâm tinh tấn hành trì, nó sẽ chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác ở trong tâm địa mỗi một con người. Đức Phật trả lời người Bà La Môn thờ lửa, đó là Bà La Đọa Xà trong kinh Tiện Dân: chẳng phải nơi sinh ra là Tiện Dân, cũng chẳng phải sinh ra là Bà La Môn, mà bởi do hành vi mà con người trở thành Tiện Dân, và cũng do hành vi mà con người trở thành Bà La Môn cao quý. Như vậy, ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo khẳng định cái vị trí của con người là tối thượng, khẳng định trí tuệ của con người là tối thượng, và khẳng định con người phải tự chịu trách nhiệm của mình giữa cái kiếp sống nhân sinh. Dù quá khứ, hiện tại hay vị lai, con người ta đừng nên than trách, mà hãy nhìn lại chính mình, mà hãy khẳng định rằng tất cả đều do tự thân ta, từ suy nghĩ của ta, lời nói và việc làm của ta mà đưa ta lên cái vị trí của một con người giá trị, một con người an vui, một con người tự tại, hay tự thân ta khiến ta phải đi vào những cõi giới của khổ đau. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có đoạn kể rằng: một ngày kia có người theo đạo Bà La Môn tên là Đôn Na. Nhân khi mà Đôn Na thấy dấu chân của Đức Phật in trên cát có những đặc điểm rất lạ thường, vì vậy mà đến gần Ngài và hỏi: thưa Ngài, phải chăng Ngài là một vị trời, là Deva? Có phải Ngài là vị trời không mà cái dấu chân in trên cát của Ngài nó không giống như người bình thường? Thế mọi đặc điểm của thân ta, của chân, của tay, của mặt đều do sự tu tập của chính ta, chứ không một ai khác. Mà khi thấy cái vết chân, cái dấu chân in trên cát của Đức Phật, thì Đôn Na đã đến hỏi Phật rằng: có phải Ngài là một vị trời không? Đức Thế Tôn trả lời: không, quả thật ta không phải là một vị trời. Bởi vì cái giai đoạn đó, cái xã hội Ấn Độ đó, trời là trên hết, Phạm Thiên là tối thượng, cho nên chắc Ngài là trời. Nhưng mà Đức Thế Tôn trả lời là: không, ta không phải là một vị trời. Vậy Ngài là một nhạc công trong cảnh trời chăng? Nhạc công trong cảnh trời đó là Gandapa. Không, tôi không phải là nhạc công của cảnh trời. Bởi vì Ngài quá đẹp đi, cho nên không phải trời. Có phải là nhạc công không? Không, ta cũng không phải là nhạc công của cảnh trời. Hay là Ngài là quỷ dạ xoa để biến hóa? Không, ta cũng chẳng phải là quỷ sắc ca. Như thế, Ngài là người ư? Quả thật, cũng không phải là người. Vậy cho biết Ngài là ai? Ta là một con người đã tận diệt những pháp trầm luân, tận diệt các lậu hoặc, chấm dứt các điều kiện để tái sanh vào những cảnh giới của trời, của nhạc công, của quỷ dạ xoa hay cả cảnh người. Cho nên ta là Phật. Và Đức Phật đã khẳng định: như hoa sen đẹp đẽ và dễ mến, không ô nhiễm bùn nhơ nước đục, giữa đám bụi trần ta không vướng chớp bợn nhơ. Vì vậy ta là Phật.
Đức Phật Gotama thương xót chúng sanh mê muội. Chính ta tạo ra cái ngục tù cho thân phận của kiếp sống chúng ta. Cho nên những ai khổ đau người ta hay tìm về đạo Phật. Bởi vì là ngay cái chân lý đầu tiên khi mà Đức Phật chuyển bánh xe Pháp tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như đã khẳng định rồi cái bản chất cuộc đời này là sự khổ đau. Bởi cái vô thường, bởi bản chất vô ngã. Chỉ có những ai mà không đủ cái trí tuệ, cái nhân duyên thì mới không tin, mới không hiểu lời dạy của Đức Phật mà thôi. Cho nên Đức Phật thương xót chúng sanh mê lầm, tự mình tạo ra cái ngục tù giam hãm mình, làm cho mình đau khổ trong kiếp sống trầm luân, rồi khóc lóc, rồi đau thương với sầu bi khổ ưu não, với sanh già bệnh chết. Và Đức Phật đã khẳng định: ta cũng lang thang muôn triệu kiếp sống, và nay ta đã tìm ra kẻ tạo tác cái ngôi nhà đau khổ vô minh này. Tên của cái ngôi nhà đó chính là vô minh và ái dục. Chính nó đã tạo ra các uẩn chồng chất lớp này đến lớp kia. Và ta đã tìm ra nó. Ngài thốt lên lời trầm hùng siêu thoát, vang vọng đến vô tận vô biên thế giới khi mà sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo. Nếu Đức Phật đản sanh, Ngài tuyên thuyết thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là sự kiện ra đời của Đức Phật khẳng định cái chân ngã, cái tự tánh, niết bàn, đó là cái tối thượng. Thì ngày Đức Phật thành đạo, Ngài khẳng định cái nguyên nhân làm cho chúng sanh đau khổ chính là năm uẩn này. Năm uẩn này bị giam cầm trong tham ái, trong dục vọng, si mê, và nó tạo tác cái ngục tù giam hãm kiếp sống con người. Ngài đã nói lang thang muôn kiếp luân hồi, tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà tù, não phiền đau khổ mịt mù, vòng xoay vòng chuyển thiên thu nhọc nhằn. Hỡi này, tên thợ làm nhà, rui mè kèo cột, tiêu ma hết rồi. Đòn giông ái dục gãy đôi, vô minh tạo tác, muôn đời còn chi. Như Lai giải thoát sạch không, niết bàn vô lậu, thông dong vĩnh hằng. Nghĩa là Ngài đi muôn kiếp luân hồi cũng đau khổ như tất cả chúng sanh. Và trong cái kiếp sống này, Ngài đã tìm ra cái kẻ làm cái ngục tù giam hãm kiếp sống con người là chính mình nè. Mình tham nhiều, ái nhiều, vô minh nhiều, chấp ngã nhiều, thì cái uẩn nó càng tạo tác chồng chất những khổ đau. Đòn giông ái dục gãy đôi, vô minh tạo tác muôn đời hoài công. Mình phải bẻ gãy đi những xiềng xích của tham vọng, của ái dục. Mà con người càng tự tại, thông dong bao nhiêu thì con người an vui bấy nhiêu. Cho nên các vị phải nhớ là sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo, mà mình đảnh lễ Đức Phật, đảnh sanh, đảnh lễ Phật thiện thành đạo, thì mình phải ghi nhận là Ngài ra đời và lời dạy của Ngài cho chúng ta điều gì. Ngài tìm ra cái nỗi khổ đau là cái nhà tạo tác cái thân này nè, là vô minh, là ái dục. Cho nên cũng tạo tác tấm thân, nhưng đừng chấp đắm trong vô minh, đừng đắm say trong tham ái, đừng chấp ngã ta và của ta. Thì có như vậy mình mới bớt được cái sự khổ đau. Một khi thất bại là muốn đứng lên, muốn làm lại, và còn các vị còn tạo tác nhiều hơn thì làm sao thoát khỏi sự khổ đau. Một khi thất bại mà đã có sức đứng lên là phải nghĩ đến sự sám hối và tu tập. Còn người ta toàn là thua keo này bày keo khác, cho nên khổ lắm. Và sự thành đạo của Đức Phật khẳng định cái vị trí của con người giữa kiếp sống này, trách nhiệm của con người với chính hành động của bản thân, và đó là lý nhân duyên, là thuyết nhân quả. Cao hơn nữa là chúng ta đi đến cái gì? Đến cái chân tâm Phật tánh, cái Như Lai tạng của Phật giáo Đại Thừa. Yếu tố tâm sẽ không bao giờ mất do quá trình tu chứng. Đó. Do quá trình tu chứng mà trở về cái bổn tâm chân thật. A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì nghe đến đây là chúng ta sẽ thấy vì sao mà chúng ta phải ca ngợi cái sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo. Chúng ta hiểu sâu lời dạy của Ngài, chúng ta không còn sợ hãi.
Mà vị nào ở đây còn sợ hãi là biết mình tu dở, tu yếu nè. Cho nên là cái gì mình cũng sợ hết. Sợ người ta ghét nè, sợ ta nói xấu nè, sợ là mình nghèo nè, sợ là mình đi ra ngoài người ta không kính trọng nè, rồi là sợ này sợ kia, sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Nhưng mà khi mà mình hiểu được lời dạy của Đức Phật á, thì mình biết cái thân ngũ uẩn này là nó vô thường, sanh già bệnh chết là tất yếu. Nhưng khi mang cái thân này, mình phải tu tập. Mà cái may mắn nhất của cuộc đời mình á, là mình tu tập trong ánh sáng chánh pháp của Như Lai. Các vị thấy không? Biết bao nhiêu người đang tu tập mà sao? Mà họ tu theo tà giáo, tà kiến. Rất là tội nghiệp. Họ cũng hy sinh cả một cuộc đời mà cuối cùng vẫn chết trong sự sợ hãi, sống trong lo âu và cầu xin muôn kiếp. Người đệ tử Phật không có cầu xin muôn kiếp đâu. Đến với đạo Phật bằng niềm tin. Bằng niềm tin mình mới đến chứ, phải không nào? Và cũng có thể có khi người ta muốn tìm hiểu người ta đến. Nhưng mà cái niềm tin là bản chất của con người. Con người luôn luôn có một cái niềm tin. Đó. Và tin vào đâu là ở cái nhân duyên, ở cái trí tuệ của mỗi một con người. Nhưng cái bản chất của con người là có niềm tin. Nhưng mà đạo Phật á, hay một điều á, là bắt đầu niềm tin ta đến. Và khi đến với đạo Phật ta thấy. Ta thấy, ta nhận biết, ta tu tập, ta chuyển hóa. Và chuyển hóa từ một cái niềm tin đơn thuần trở thành chánh tín. Từ chánh tín đi đến chánh kiến. Từ chánh kiến đi đến chánh tư duy. Từ chánh tư duy đưa đến chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Một cuộc đời trong chánh pháp. Làm sao mà khổ đau được? Cho nên chính Phật giáo với tất cả tinh hoa, bí yếu, đó là con đường cứu khổ giải thoát cho nhân loại. Chúng ta thấy bất cứ một cái thể chế nào, cho mỗi một đất nước, người ta cũng mong cái vị lãnh đạo đem đến những cái thể chế giúp cho đời sống người dân tốt đẹp. Ai cũng mong, người lãnh đạo đất nước nào cũng mong muốn đời sống an lành, hạnh phúc cho tất cả nhân dân. Riêng Đức Phật tuyên thuyết những điều tốt đẹp đến với một con người tất nhiên do cộng đồng của con người, do sự lãnh đạo sáng suốt của một đất nước, cho tầng lớp lãnh đạo của những con người có trí tuệ, có lòng nhân. Nhưng hạnh phúc hay khổ đau cũng ở tự tâm mỗi một con người. Đức Phật chỉ rõ cho thấy khổ đau hay hạnh phúc là ở tâm mình á. Cái điều đó là điều tuyệt vời. Để mình không nhìn cái này mình than trách, mình cái kia mình mong đợi, mình nhìn cái nọ mình chờ mong. Mà ngay tại đây, chúng ta hãy chấm dứt đi những lời nói xấu ác, những việc làm xấu ác, những suy nghĩ đen tối. Chúng ta tự khẳng định một đời sống trong lành, thanh tịnh, tinh khiết cho chính mình. Thì cho dù cái môi trường sống ra sao, sự thiếu thốn hay là bệnh tật như thế nào, chúng ta cũng rất bình yên, thưa các vị. Đức Phật ra đời, sự tu tập và thành đạo đã đoạn tận vô minh tham ái, nên Ngài được trời người tôn xưng là Bậc Đạo Sư. Người vượt lên tất cả muôn loài, Ngài khẳng định ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chưa có một cái tôn giáo nào mà dân chủ hơn cái đạo Phật. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật dạy ta là Phật đã thành, rồi tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Và chúng ta thấy là Ngài đều chú nguyện cho các hàng đệ tử đều chứng đắc các quả vị à, từ là chứng đắc các quả vị Phật, chứng đắc các quả vị A-la-hán. Do đó mình còn chờ đợi gì nữa? Hãy quay về với chánh đạo và nương tựa Tam Bảo. Từng trang kinh lúc này phải trở nên giá trị, bởi vì nó gì? Nó thể hiện lại lời dạy của Đức Phật hơn 25 thế kỷ trước. Cho nên chúng ta không nên nghĩ rằng kinh là một cái điều ngày xưa thì khó lắm mới có cuốn kinh, bây giờ ấn tống rất nhiều mình lại xem thường. Mà từng trang kinh lúc này đã tạo ra một đạo tràng tinh khiết, chẳng nặng mùi khói nhang, chẳng nặng mùi mê tín dị đoan trong đời mạt pháp. Mà từng trang kinh đó là một đạo tràng tinh khiết hướng chúng ta về nẻo giác tu hành. Bởi vì từng trang kinh đó là lời Phật dạy, tái hiện lại lời Phật dạy, nói lên vị trí tầm quan trọng của kiếp sống con người, khẳng định vị trí tối thượng của con người. Các vị đừng có hứa hẹn nữa, muộn rồi.
Cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất tìm phương cứu mình. Cái buổi vô thường nó đâu có biết là lúc nào đâu mà mình cứ hẹn. Phải cầu tu như lửa đang cháy trên đầu. Có như vậy, chúng ta mới thấy giá trị kiếp sống con người. Khổ đau đã nhiều rồi, dịch bệnh lan tràn, thiên tai khắp nơi, khắp chốn, nhiều nỗi khổ niềm đau. Còn gì nữa? Sự kiện kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo để là một cái dịp ôn lại lời Phật dạy mà tu tâm sửa tấn. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Một con ong đang hút mật trong một bông sen. Nó say sưa hút mật đến nỗi mà không còn nhận ra là trời đã tối và các cánh sen đang từ từ khép lại. Đó, cái sự đam mê của con người là vậy đó, mê lắm. Nó bị nhốt bên trong bông sen, nhưng nó đâu có thấy lo lắng gì đâu. Nó tự nhủ rằng, thôi thì mình ở đây qua đêm, rồi sáng mai các cánh hoa lại bung ra và mình sẽ được tự do. Bây giờ cứ ở trong cái cánh sen này mà hút mật, thì các vị biết như thế nào không? Ngay lúc đó một con voi nó đi tới, nó dùng cái vòi á, nhổ cây sen lên và nó nuốt trọn cái bông sen. Và trong bông sen đó có con ong. Đó, nếu mà không tỉnh giác tu hành, chúng ta cũng như cái con ong tội nghiệp kia, cứ lo hưởng thụ và mơ về một cái hạnh phúc viễn vông của ngày mai. Và đến khi nhận ra đã quá muộn màng, nằm trong bụng con voi rồi, đã mất rồi, đã chết rồi. Khi được nghe pháp, được tu tập, chúng ta lại nhớ kiếp sống thì đau khổ, thân này thì vô thường, vạn pháp thì vô thường, bản chất vạn pháp là vô ngã. Thì mình có cái gì mà bám chấp? Trần gian là quán trọ, các vị cứ nói bằng cái lời không à, còn thể hiện qua cuộc sống là sự tham ái, chấp đắm, rồi như con ong kia cứ lo mà hút mật, và rồi bị con voi nó nuốt trọn thân xác lẫn cánh hoa. Cuộc sống này thì sao? Cũng như cái quả lắc, lúc nào cũng lắc qua lắc lại, lắc qua rồi lắc lại, tượng trưng cho gì? Những ngọn gió mà mình tạm quy định là bát phong tám ngọn, chứ mà sư thấy ngàn ngàn triệu triệu ngọn gió khổ đau, nhưng mình hay nói bát phong. Đó là những phạm trù nè, được rồi qua cái mất, qua đây cái vinh, rồi tạt qua cái nhục, lắc bên này là khen, lắc qua bên đây là chê, lắc qua vui, lắc qua buồn, sống, chết, vui, buồn, khổ, đau, hạnh phúc. Cái quả lắc cứ lắc như vậy đó. Và trên thế gian này là con người ta phải chịu đựng cái quy luật, các cặp phạm trù, mâu thuẫn tồn tại trong mỗi một con người, trong mỗi một cái pháp trên thế gian đều có cái quy luật mâu thuẫn đó. Mình cứ phải đối diện và chịu đựng nó suốt một cuộc đời, các vị có đồng ý như vậy không? Và chúng ta cứ tựa như là một hoa hồng, trên thân thì đầy gai nhọn. Muốn có hoa hồng thì thân phải có gai. Để con người làm sao chỉ có hưởng hoa hồng được. Muốn có hoa hồng thì đôi khi cầm vào cái cánh hoa hồng đó thì nắm vào cái thân đã có gai nhọn làm cho mình chảy máu. Hạnh phúc hay khổ đau là một cặp song đôi tồn tại. Chỉ có lời dạy của Đức Phật mới nhắc cho chính chúng ta là đừng có đi tìm hạnh phúc hay đừng có từ chối khổ đau. Đối diện nó, hiểu nó. Vạn pháp ở chính chúng ta mà thôi. Để khẳng định trách nhiệm của con người với chính suy nghĩ, lời nói, hành vi của mình qua cái thuyết nhân quả. Cái thuyết nhân quả đó là một cái chân lý trong đời sống của chúng ta. Ta vui, ta buồn cũng hãy nhớ đến nhân quả của tự thân. Đức Phật tuyên bố, biển có thể cạn, núi có thể mòn và sập đổ đi, quả đất có thể băng hoại, nhưng khổ đau không bao giờ chấm dứt đối với con người tràn đầy vô minh và ái dục. Đức Phật dạy điều này trong Kinh Tương Ưng. Sông có thể cạn, núi mòn, băng hoại, quả đất tiêu tan, nhưng khổ đau sẽ không bao giờ mất đâu đối với con người tràn đầy vô minh ái dục. Cho nên sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo, các vị phải hạnh phúc. Bởi vì mình nữa nè, ta làm thân người. Và ở đây có những vị
được xuất gia tu hành, tức là hàng ngày tiếp cận với lời Phật dạy. Lời Phật dạy có gì khác hơn là nhắc chúng ta sám hối. Lời Phật dạy nhắc chúng ta mở tâm từ bi, nhắc chúng ta buông xả, nhắc chúng ta các pháp vốn vô thường. Chúng ta tụng đọc từ các tạng kinh là bộ phái phát triển cho đến tạng kinh đại thừa, thì cái chân lý khổ, vô thường, vô ngã, đó là chân lý bất di bất dịch trong cái kiếp sống này. Rồi bằng sự tu tập, trì giới, từ giới sanh định, từ định phát sinh trí huệ, thì cái bản kinh nào cũng nói lên cái chân lý tam vô lậu học. Cái bản kinh nào rồi cũng sẽ nói đến con đường thánh đạo tám ngành. Sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo, chúng ta phải nhớ lại đầu tiên, kinh Phật không có chữ viết, mà chỉ là truyền khẩu trùng tụng. Mình nhớ trong lịch sử triết học phương Tây, Socrates á, ra đời cũng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Thì Socrates đi hết cái thành Athens để mà là gì? Mà truyền dạy cho con người ta hiểu được cái trách nhiệm của con người. Thế nào là tình thương, thế nào là trách nhiệm, thế nào là công bằng, thế nào là chân lý. Không đâu cuốn sách nào để lại đâu, về sau học trò ghi chép lại. Ở phương Đông, Đức Phật cũng chỉ là tùy nhân duyên, tùy đối tượng mà Ngài tuyên thuyết rất là nhiều các pháp thoại, các bài pháp. Rồi là truyền khẩu trung tụng. Khi Đức Phật nhập diệt thì các kỳ kết tập kinh điển như là những sợi chỉ ngũ sắc kết sâu lại những cái bài pháp của Ngài giảng rải rác khắp nơi thành một cái chuỗi ngọc trân châu quý giá. Dù Đức Phật tuyên thuyết nhưng mà mình dùng cái lời pháp đó mình tu tập, mình vẫn được lợi lạc lâu dài. Không nên đi tìm học ở đâu, hãy quay về căn bản của lời Phật dạy. Sự kiện Đức Phật thành đạo đó là nương vào lời Phật dạy mà tu tập giới, định và tuệ. Đó là những nấc thang đưa ta ra khỏi biển khổ trầm luân mà lên hàng thánh vị. Mười phương Như Lai đồng một thể tắm thanh tịnh. Nhờ bi tâm vận chuyển chúng ta vào thánh đạo. Từ bi tâm chúng ta nghĩ đến chúng sanh, ta không còn đau khổ, chúng sanh cũng không còn đau khổ. Bồ đề tâm phát khởi, lìa bỏ tham đắm cho hạnh phúc riêng của mình mà nhìn tất cả chúng sanh với tâm từ bi và trí tuệ, hành Bồ Tát hạnh mà chứng đắc các Phật quả. Chân tâm ai cũng có, từ bi ai cũng có, quay đầu là bờ. Hãy tu tập vì tình thương giác ngộ tất cả chúng sanh. Nhớ lời Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải đi trên con đường của Đức Phật bằng tâm từ bi và trí tuệ. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời Đức Phật. Sư nhớ lại một câu nói rất hay của ai đó: này bạn ơi, có rong chơi đến bao xa cũng xin nhớ quay về. Tục lụy gì cũng chỉ là hoa bướm trên con đường vạn lý mà thôi. Cái cốt lõi là phải quay về, bởi quay đầu là thấy bờ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Cho nên hãy quay trở về với con đường của chân tâm, quay về nẻo tránh mà tu hành. Bởi vì tục lụy muôn đời vốn vẽ ra vô vàn bức tranh hấp dẫn, mê muội lòng người, nhưng cuối cùng con đường của thế gian này cũng là bức tranh vân cầu, chốc ẩn, chốc hiện, rồi tan mất. Tục lũy muôn đời chỉ là một cội cây mà sống bằng nước mắt kẻ trầm luân. Cho nên, sư nhớ lời sư bà có dạy: khi còn sinh tiền, ni trưởng Thượng Huệ hạ giác: này con ơi, đạo là hạnh phúc chân thật nhất, còn kiếm tơ duyên nào với ai? Mình đang sống trong con đường chánh đạo, mình đang được tu tập trong cội Bồ Đề. Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Nắng mưa sương tuyết gì, cội Bồ Đề vẫn xanh tươi. Cho nên tục lũy muôn đời chỉ là một cội cây sống bằng nước mắt của kẻ trầm luân. Thì mình thoát tục, thoát khổ. Thoát tục là thoát khổ. Còn các hàng Phật tử tu buông xả tâm tham, buông xả sân, buông xả si, đó là con đường đi về với cái an vui và hạnh phúc. Sư nhớ câu thơ của nhà thơ Tánh Tuệ, bài thơ mang tên Chắp tay lạy cội Bồ Đề.
Bởi vì Đức Phật chứng ngộ dưới cội Bồ Đề. Nhiều đất nước vẫn làm lễ Phật đản sanh thành đạo dưới cội Bồ Đề. Bài thơ đã suy nhớ một đoạn như sau. Chắp tay lại cội Bồ Đề, nơi đây người đã mang về ánh dương. Chắp tay lại khắp mười phương, mịt mờ, u tối, đêm trường đã tan. Chắp tay lại giọt sương ngàn, mong manh mà vẫn ngập tràn yêu thương. Nguyện cầu Phật Pháp xương minh, mọi loài giác ngộ, vô sinh trở về. Chắp tay lại cội Bồ Đề, hoa chân lý tỏa bốn bề ngát hương. Pháp thoại nhân ngày kỷ niệm sự kiện Đức Phật Thích Ca thành đạo đến đây là kết thúc. Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loại quy trọn một niệm. Dương sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán thán. Kiếp không cùng tận Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lười đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tần Hư Không Biến Pháp Giới Hoa Hiền. Hướng chư Phật Tôn Pháp Hiền, Thánh Tăng Thường Trú Tam Bảo. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lạc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cành dương nước Pháp rơi khắp ba ngàn, tánh không tam đức sạch trần gian. Pháp giới rộng thênh thang, tội nghiệp tiêu tan, lửa đỏ hóa sen vàng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Tát Ma Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại
con trì hệ rê ma bằng đà sa mê tát bà tha độ du bằng nga thề dừng tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà dạ ma phạn đàn độ đáng điện tha lô ca đề ca ra đế di hệ rê ma ha bồ đề tăng đó tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rê đà dừng câu lô kiếp mong độ lô độ lô và xa nha đế ma ha và xa hê rê ni thân phận ra gia giả ra gia ra mà ma phạt ma ra một đế lệ các ma vương bổ vây
cả đều hán phục, dứt sạch mọi tham dục. Ánh sao mai ló dạng, người liền tuyên lời rằng: một điều kỳ diệu thấy, muôn loài có Phật tánh, vì tất cả chúng sanh đều có các đức tướng cùng trí tuệ vô thượng của các đấng Như Lai trong quá khứ vị lai, muôn đời mới xuất hiện, tin vui truyền non biển, nước Ấn Độ bao la rằng Thái tử Đạt Đa thuộc dòng vua họ Thích, bao năm ẩn tích tìm đạo để cứu đời, nay thành chánh đặng chánh giác, trời người đều hoan lạc, trải muôn hoa cũng dường, cùng thiên nhạc thiên hương thịnh pháp. Thấy đạo thâm huyền, không thể được vội truyền. Pháp thiên của chư Phật, thế rồi Ngài nhập định, quan sát các nhân duyên, nhớ lại lời thệ nguyện, Thế Tôn đến vườn đạo lý nhân duyên, chỉ rõ gốc não phiền, do vô minh sanh khởi, đến bệnh chết già suy, 12 duyên tiếp nối, sanh tử khổ triền miên, tứ đế đạo nhiệm màu, khổ tập diệm đạo, từ đâu có quả báo, từ tích tập khổ nhân, muôn dứt các khổ nhân, chuyên tu đường thánh đạo, lời Thế Tôn dạy bảo, được dựng hết sanh tử, vào niết bàn tịnh xứ, tham sân sống cuộc đời giải thoát, với ngã tịnh thường lạc, dứt lưu chuyển luân hồi, biển khổ hết nỗi trôi, đường mê thôi lạc lối, kính bạch Đức Bổn Sư Tự Phụ, chúng con hôm nay nhìn lại ánh sao, nhớ thọ Đức Bổn Sư Thành Đạo, lời Ngài dạy bảo, khai trí quang minh, trời đất hân hoan, chúng con cúi mong rằng, ánh sáng đạo vàng hào quang rực rỡ, hoa đàm lại nở, tỏa hương ngào ngạt nhân gian, cầu cho đất nước bình, nguyện cho nhân dân hạnh phúc, xứng tán ca dương.
dương từ phụ Thế Tôn chứng minh gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù. Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đành lễ A Tỳ Ngục Tốt mới phát lòng lành. Nhiều kiếp tu hành nhân viên quả mãn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ tâm đành lễ một đời bố sư hiện ở xuất đà hoa độ ta bà giang sanh trần thế. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ tâm đành lễ. Từ trời đâu xuất ưng mộng ma gia, cởi voi sâu ngà vào trong lòng mẹ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đành lễ. Dưới cây vô ưu đáng sanh thị hiện, chín rồng phun nước bảy bước xưng tôn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đành lễ. Hiện hướng dục lạc chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương thương đời đau khổ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ tâm đành lễ. Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ núi tuyết tu hành. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ tâm đành lễ. Dưới cây đạo thọ hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai thành Bồ Đề đạo. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
đàn lễ 49 năm độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo hóa hạnh nguyện viên thành bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ tâm đảnh lễ dưới cây ta la niết bàn thị hiện, để lại xa lợi phước khắp trần gian bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ, đạo sư ba cõi từ phủ bốn loài bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ, đạo sư ba cõi từ phủ bốn loài bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng ta bà giáo chủ, đạo sư ba cõi từ phủ bốn loài bốn sư Thích Ca Mâu Ni. Ngôi vàng từ giả núi tuyết tu hành, tham thiện nhập đến giữa rừng xanh, cầu Phật quả viên thành cứu độ quần sanh, cao cả đức cha lành. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Ma ha bác nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, thượng giai không độ những thiết khổ ác xá lời tự sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tướng hành xá lời tự thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cố bất tịnh bất tăng bất giảm thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhị tỷ thiệt thân thí vô sắc thinh hương vị giới na chi vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng na chí vô lão tự diệt vô lão tự tận vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề ba la mật đa cô tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu khủng bố viễn lý điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn tam thế
thị đại minh, chú thị vô thượng, chú thị vô đẳng, đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư cô thuyết bát nhã ba la mật đa chú tân thuyết chú viên hiên đế yết đế ba la yết đế ba la bồ đề tát bà ha yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha yết đế yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha ma ha bát nhã ba la mật đa ma ha bát nhã ba la mật đa ma ha bát nhã ba la mật đa. Lễ Phật công đức vô biên, xin đem hồi hướng mọi miền gần xa, chúng sanh pháp giới bao la đều về cực lạc Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời. Chướng bao đời hành theo Bồ Tát, đời đời vị tha, nguyện xin tịnh độ Di Đà. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa khai ngộ pháp vô sanh, cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta. Nguyện đem công đức tạo ra, hướng về khắp cả gần xa hướng nhờ. Con cùng muôn loại thân sơ, đều thành Phật đạo đến bờ an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kinh thiết tha nguyện xin cúng dường. Thích Ca Bổn Sư Hòa Thượng, thành đạo thánh lễ tôn vinh, thùy từ tác đại chứng minh, chúng đặng hòa nam bái tồn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả pháp lòng vô thượng. Tự quy pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
đâu lạy Phật Thích Ca. Ngài là Như Lai cứu khổ ta bà, đứa con qua nẻo đường xa tìm về cứu phẩm liên qua, trên lối dẫn hào quang chói lòa. Bước đi kinh hành theo gót chân xe, dạng ngang lời kinh rợp ánh qua đèn. Tâm con không còn giả băng, chân thành theo Phật phá tăng, con một lòng sám hối ân năng. Đường giao tổ lấy lòng tin làm gốc, qua sông tử sanh lấy đạo pháp làm đường. Lời Phật dạy cao quý vô biên, đưa con về bên đó bình yên. Lời kính em đềm theo tiếng chuông ngân, niệm Phật từ bi rũ sạch bụi trần. Thân con khoác màu trầm lam, giả từ cuộc đời dọc ngang, con trở về bên đấng. Thank you.